Tỷ Huỳnh và Hải Dương mến chào quý vị. Mời quý vị và các bạn cùng nghe bản tin 17 giờ của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay thứ ba ngày 19 tháng 12 năm 2017, chúng tôi sẽ chuyển tải đến quý vị những thông tin đáng lưu ý như sau. Công an cung cấp tình tiết bất ngờ vụ vợ phân xác chồng. Tạm đình chỉ trưởng công an xã Cồng Tây vượt quyền. Thành phố Hồ Chí Minh, nam thanh niên treo cổ trong tiệm game bắn cá. Đôi nam nữ nhảy sông Sài Gòn mất tích trong đêm. Bộ Nội vụ lên tiếng về vụ ông Lê Phước Hoài Bảo. Nghi tài xế Uber giết nhân viên sứ quán Anh tại Liban. Và sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay, 19 tháng 12, tại Công an tỉnh Bình Dương, Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương chủ trì họp báo thông tin vụ vợ sát hại chồng rồi phân xác phi tang trong đêm xảy ra tại nhà trọ trên đường Thuận Giao 5, khu phố Bình Thuận 1, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. Theo cơ quan công an, đêm 15 tháng 12, sau khi đi nhậu về nhà trọ thì Trần Thanh Tú, 37 tuổi, quê Sóc Trăng, với vợ là nghi can Hoàng Thị Hồng Diễm, 32 tuổi, quê Hậu Giang, xảy ra mâu thuẫn đánh nhau. Trong lúc đánh vợ, Tú đã dùng con dao bầu để chém nhưng Diễm tránh được và giật được con dao, đồng thời dùng chính con dao đó chém trúng vào vùng cổ nạn nhân. Diễm tiếp tục tấn công chồng đến khi nạn nhân tử vong và phân xác nạn nhân bỏ vào túi màu đen có sẵn trong phòng trọ. Đến 8 giờ sáng ngày 16 tháng 12, Diễm mang các túi ni lông đi phi tang. Như đã đưa tin, vào trưa 16 tháng 12, anh Nguyễn Văn Tiến đi thu gom rác trên đường Thuận Giao chính trước cửa khu nhà trọ thì phát hiện trong thùng rác có một chiếc ba lô chứa phần đầu nạn nhân. Đến nay, công an vẫn chưa xác định có đồng phạm trong vụ án mạng xảy ra tại phường Thuận Giao, thị xã Thuận An. Ngày 18 tháng 12, liên quan vụ anh Hà Văn Xê bị còng tay đưa về trụ sở xã, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng cho hay đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Hà Mạnh Hữu, trưởng công an xã Vĩnh Phong để xử lý theo quy định. Công an huyện và các cơ quan chức năng cũng đang điều tra làm rõ các vi phạm liên quan để xử lý. Theo xác minh ban đầu, chiều 15 tháng 12, xã thi công công trình phụ trợ trường tiểu học xã Vĩnh Phong thì anh Xê cản trở việc thi công do gia đình chưa thống nhất với xã trong việc hiến và hoán đổi đất cho trường. Nhận được tin, ông Hà Mạnh Hữu đến hiện trường xem xét giải quyết vụ việc, nhưng anh này không đồng ý, dùng búa đập cốt pha tường bao. Công an xã đã khống chế còng tay đưa anh Xê về trụ sở Ủy ban Nhân dân xã để làm việc. Khi đến Ủy ban Nhân dân xã, anh Xê không cho tháo còng tay vì cho là công an bắt người vô cớ. Sự việc khiến hàng trăm người dân kéo đến trụ sở xã gây mất an ninh tại địa phương. Huyện đã thành lập tổ công tác cùng công an huyện trực tiếp xuống chỉ đạo, hỗ trợ Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Phong giải quyết vụ việc. Tại trụ sở xã, sau khi đối thoại giải thích việc động viên về chủ trương phát triển kinh tế xã hội và xây dựng nông thôn mới, sau đó anh Xê đã cho tháo còng tay và hợp tác làm việc với tổ công tác của huyện và Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Phong. Theo lãnh đạo huyện Vĩnh Bảo, việc tranh chấp đất đai giữa gia đình anh Xê với địa phương đã được xã tiếp thu và xem xét giải quyết theo quy định. Chiều ngày 18 tháng 12, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã phối hợp với công an quận Bình Tân hoàn tất khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra làm rõ nam thanh niên tử vong bất thường ở tiệm game bắn cá trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, một người đến tiệm game bắn cá ở đường 57, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh để tìm anh Tờ, sinh năm 1996, quê ở Bến Tre, là nhân viên tiệm game. Đến nơi, người này gọi nhưng không thấy anh Tờ trả lời. Cửa tiệm mở mà không có ai nên đi vào nhà vệ sinh thì tá hỏa phát hiện anh Tờ đã tử vong trong tư thế treo cổ. Công an quận Bình Tân có mặt phong tỏa khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra làm rõ vụ việc. Nhiều người cho biết, trong buổi sáng còn thấy anh Tờ đem bản hiểu ra trước cửa và nói chuyện rất vui vẻ với hàng xóm. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Đến trưa 19 tháng 12, lực lượng đội phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh Bình Dương đã tìm thấy thi thể của đôi nam nữ nhảy cầu mất tích tại nhánh sông Sài Gòn. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 23 giờ ngày 18 tháng 12, người đi đường thấy một cô gái đi bộ trên đường Cách Mạng Tháng 8, phường Bình Nhâm, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. Khi lên tới giữa cầu Bình Nhâm, thì một thanh niên đi xe máy phía sau lên chặn trước người cô gái. Sau đó, đôi nam nữ có lời qua tiếng lại. Cô gái bất ngờ leo qua lan can cầu, rồi gieo mình xuống sông. Thanh niên đứng nhìn cô gái được một lúc thì nhảy theo khiến cả hai mất tích. Tại hiện trường, đôi nam nữ để lại một chiếc xe máy biển số An Giang, một đôi dép và một chiếc điện thoại.
Nhận được thông tin, lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương đã tìm kiếm. Sau nhiều giờ đồng hồ, thi thể đôi nam nữ được tìm thấy. Sáng ngày 19 tháng 12, Bộ Nội vụ chính thức có thông tin liên quan đến bổ nhiệm ông Lê Phước Hoài Bảo, Giám đốc Sở Khoa học và Đào tạo Quảng Nam, con trai của nguyên Bí thư Quảng Nam Lê Phước Thanh. Theo đó, vừa qua, Ủy ban Kiểm tra Trung ương thông báo kết luận về một số sai phạm trong công tác cán bộ ở Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam, trong đó có liên quan đến ông Bảo. Ông Nguyễn Tiến Thành, Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ cho biết, vào tháng 10 năm 2015, đoàn công tác Bộ Nội vụ do Thứ trưởng Trần Anh Tuấn làm trưởng đoàn đã kết luận Quảng Nam làm đúng quy trình. Sau đó ít ngày, tại buổi gặp mặt báo chí thường kỳ, Phó Vụ trưởng Vụ Công chức Viên chức Lê Minh Hương cũng khẳng định việc bổ nhiệm ông Lê Phước Hoài Bảo là đúng trình tự, thủ tục. Trên cơ sở báo cáo của Vụ Công chức Viên chức, kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ trưởng Bộ Nội vụ sẽ chỉ đạo xem xét, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan theo thẩm quyền. Kết quả cụ thể, Bộ sẽ thông tin cho báo chí theo quy định. Ngày 18 tháng 12, bắt một tài xế taxi Uber bị cho là đã sát hại nữ nhân viên đại sứ quán Anh, cô Rebecca Dicat vào sáng 16 tháng 12. Hãng tin nhà nước Liban NNA đưa tin nghi can là Hak Tarif, 41 tuổi, từng bị bắt vì các tội danh liên quan ma túy giai đoạn 2015-2017. Cảnh sát cho biết, Tarif nhận cô Dicat lên xe ở quận Yenneyet, Beirut vào tối 15 tháng 12, sau đó tấn công và giết cô. Thi thể cô Dicat chết vì bị xiết cổ, được tìm thấy trên một đoạn quốc lộ bên ngoài Beirut. Theo một nguồn tin cảnh sát cấp cao Liban, tài xế này đã nhanh chóng nhận tội ngay sau khi bị bắt. Điều tra ban đầu của cảnh sát cho thấy, động cơ vụ giết người này đơn thuần hình sự, không mang yếu tố chính trị. Trong khi đó, hãng Uber từ chối xác nhận tên nghi can cũng như không nói nghi can đã làm cho hãng bao lâu. Tại Houston, Texas, Mỹ, một cuộc điều tra năm 2016 của nhà chức trách thành phố này cho thấy quá trình thẩm tra lý lịch tài xế Uber quá sơ sài và Uber đã nhận vào nhiều tài xế có tiền sự phạm tội, cả tội giết người, tấn công gây thương tích. Ngoài ra, Uber còn đang đối mặt với hàng loạt vấn đề từ các cáo buộc quấy rối tình dục, xâm phạm dữ liệu riêng tư, ăn cắp bí mật thương mại của khách hàng. Thông tin quốc tế vừa rồi cũng đã khép lại bản tin 17 giờ ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bản tin lần sau. Bạn đã cập nhật tin tức ngày hôm nay? Bạn quá bận rộn để theo dõi những thông tin pháp luật trong và ngoài nước. Hãy đến với chúng tôi. Bản tin 17 giờ được phát sóng từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trên kênh BLO.vn. Bản tin 17 giờ nhanh chóng, kịp thời, chính xác.